Xin chào tất cả anh em yêu thích Mai Vàng Yên Tử nhá. Hôm nay thì quay video này để giải thích cho anh em về một cái số thắc mắc về cái cách ủ nhiệt cho cây mai vàng. Thì như anh em đã biết thì những cái video trước thì mình đã quay đấy, mình đã giới thiệu cho anh em về cách ủ nhiệt cho cây mai vàng ấy để làm sao mà cây mai vàng nó nở hoa đúng dịp Tết cho anh em chơi. Thì hôm nay thì em sẽ giải đáp một số thắc mắc mà những cái video đấy thì em quay nó còn thiếu. Thế như các bác thấy đây này, cây này được em đang chùm ni lông phải ủ nhiệt. Thời tiết hiện tại nó đang nắng ấm thì là các bác nên tắt bóng điện đi. Đấy. Và những cái cây nào mà nhỏ thì các bác có thể ở trong nhà thì bác có thể mang ra ngoài nắng được thì tốt. Đấy, không được cũng chẳng làm sao. Còn những cái cây to như thế này mà em đang ủ ấy thì có vận chuyển đi đâu được thì em chỉ có để yên tại chỗ này đây. Đấy, em ủ rồi. Thứ hai là nhiều bác hỏi là nó bị hấp hơi. Tất nhiên là khi mà cho cái bóng điện mà ở dưới lại có cái xô nước thì ủ lên thì nó sẽ hấp hơi rồi. Hấp hơi này thì là cái cây nó sẽ nóng theo kiểu hơi nước ấy, thế nên là nó sẽ không bị khô cành. Chứ còn nếu mà nó không có hơi này ấy, thì các bác ủ xong thì mai có mà rụng hết nụ. Thế nên là hơi nước này nó không vấn đề gì đâu các bác nhá. Đừng có bác nào lại đi chọc vào cái lỗ ở trong đây cho nó thoát hơi nước ra thì thành dở đấy. Và thứ hai nhiều bác à thứ ba nhiều bác hỏi là em là có nên tưới nước cho cây không? Cây nào thì nó cũng cần được tưới nước ạ. Nếu mà không được tưới nước thì cây chết khô mất. Đấy. Nên các bác trồng cây cũng phải nên tìm hiểu cho xem là cây nó cần nên chăm sóc như thế nào. Đấy. Nếu mà ủ bóng điện ấy mà tốt thì chỉ từ 10 ngày là nó sẽ bắt đầu bung nụ được rồi nhé các bác nhá. Đối với những cây to thì các bác có thể là dùng 2 đến 3 bóng, đấy là chuyện bình thường. Và dùng bóng tối đa là 200W. Đấy. Nếu các bác có bóng 200W dùng là rất là ok với cái thời tiết nó lạnh mà có 5 đến 7 độ như thế này. Đấy, thì dùng cái bóng 200W. Đấy. Còn đối với những cái cây mà chẳng hạn chỗ bác ấm hơn hay là trong nhà nó ấm hơn một chút ấy, thì có thể dùng bóng 150 hay 100 đấy. Bóng sợi đốt nha các bác nhá, chứ đừng dùng bóng compact. Bóng compact thì nó không có nhiệt đâu. Em thì quay video thì thẳng em nói hơi tếu tếu tí nên các bác có gì thông cảm với em nhá. Cho video nó đỡ chán mà. Đây. Trời nắng này vẫn cứ giữ nguyên túi bóng nha các bác nhá. Vì để cho nó nhiệt độ nó được ấm hơn, nó nóng hơn thì nó sẽ giúp cây nhanh nở. Còn nếu mà nó nắng quá, nhiệt độ mà nó rơi vào tầm như là 25 đến 27 độ hay 30 độ chẳng hạn thì các bác có thể tháo túi bóng ra. Còn đâu mà thời tiết mà nó đang lạnh như này nó cũng chỉ ấm lên đến có 20 21 độ thì cứ để cái chùm túi bóng như này. Đang có hơi nước này thì cây bên trong nó càng dễ nở. Đây là mấy cây to thì em đang để ở ngoài sân này. Còn còn ít những cái cây nhỏ hơn ấy thì em đang cho hết tập trung vào một cái khu để em ủ nó dễ hơn. Thế nên là các bác mà xem video của em mà có cái gì thắc mắc thì có thể là xem lại những cái video trước em đăng. Còn nếu mà nó không có những cái thông tin mà em đã giải đáp ở trên những video ấy, thì các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin sang số điện thoại của em 0988 927 081. Đấy, số điện thoại có dùng cả Zalo và Facebook nhá. Em nói thì nó hơi nát một chút thì có dùng cả Zalo và Facebook nhá. Đây này em cũng hướng dẫn rất chi là chi tiết rồi về cách mà ủ nhiệt cho cây mai. Đấy, thế nên là các bác mà có thật sự là cũng không không còn cái gì mà giấu giếm cả. Đấy, rất là đầy đủ. À và còn cái lưu ý này này thì là nhiều bác bảo là tôi tự tưới nước sôi được không, cái đấy là không nên nhé các bác nhá. Như thế là không đúng. Tưới nước sôi nhiều bác không biết là học ở đâu ra, như các cụ ngày xưa dạy cái đấy là sai nhé, phản khoa học. Tưới nước sôi vào thì khác gì nùa cái cây luôn, nó chết luôn cái cây mất. Nên các bác lưu ý là không nên như dùng dùng phương pháp như vậy.
Chúc các bác là Tết năm nay sẽ có những cái cây mai chơi Tết được ưng ý. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em nhé.